Tập 19. Không được lên tiếng. Nếu người dám lên tiếng, ta đâm chết người ngay. Ta nó đây cho ta, đừng để người chạy mất. Nếu không khó ăn nói với Châu gia đấy. Được. Ngoan ngoãn một chút, nghe chưa? Hắn không đến đúng không? Ai? Cô đào hôn đến đây không phải để đợi người tình của cô sao? Đào hôn? Sao người biết ta đào hôn? Mau lên, hắn không đến mới khiến cô lâm vào cảnh khốn khó phải không? Ngươi đừng nói nữa, ta đâm chết ngươi. Bà chị, cô lớn tiếng như vậy không sợ người bên ngoài nghe thấy sao? Vậy cô nói to thêm nữa đi. Qua đây tìm bên này xem thử có ai không. Kiểm tra chưa? Không có. Đi đâu rồi? Vẫn chưa đến lúc phải tìm cái chết đâu. Ở phía sau, theo ta. Mau, mau lên, đi. Anh trai à, anh là ai vậy? Ông kỳ tôi lại bị bắt trong tay của anh. Quay lại. Có tin ta ném cả ngươi vào để ngươi thử cảm giác bò lên không? Nhìn cái gì mà nhìn? Cô sờ ta một cái, ta sờ cô một cái, hòa nhau. Thì ra là tên quỷ lùn. Cây trăm vàng là hắn tặng cô à? So với y phục của cô, cái trăm vàng này thực sự quá đơn điệu. Người im miệng đi. Phó đại tiểu thư, ta chỉ là người qua đường, vì cô mới bị bắt đấy. Cô không xin lỗi thì thôi đi, đâu cần hung dữ như vậy. Qua đường tự nhiên đi đến rồi hại ta bị bắt. Ai biết ngươi là người thế nào? Tôi đã thành người ngoài cuộc rồi. Không chuyển lời tình lang của cô nhắn cho cô nữa. Sao ngươi biết? Quỳnh ấy đã nói gì với ngươi? Mau nói ta biết đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi là gì của Quỳnh ấy? Sao Quỳnh ấy lại bảo ngươi đến đưa tin? Ta không quen hắn, cũng không quen cô. Ta nói rồi, ta chỉ là người qua đường. Vậy sao ngươi biết ta họ Phó? Ngươi còn biết ta đào hôn? Mỹ nữ à, trên da của cô khắc chữ Phó, đương nhiên ta biết cô họ Phó rồi. Hơn nữa cô mặc váy cưới đi giày đỏ, đây không phải đào hôn, chẳng lẽ trốn học? Giải qua đây. Giải này có thể bán rẻ một chút không? Không bán rẻ được, hay là cô tới tiệm khác xem thử đi. Vậy thôi bỏ đi. Giải qua đi. Các ngươi muốn làm gì? Đầy đủ tang vật. Thứ này không phải của ta. Tiểu cô nương, dám làm không dám nhận. Cô xinh đẹp như vậy, Châu gia sẽ không làm hại cô. Ta đánh ngươi. Ta đánh ngươi. Các ngươi lên cho ta. Đánh cho ta. Làm lưu manh cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Phiền nhất là đám lưu manh không chuyên nghiệp như các ngươi.
ám khí. Y Yên cô nương, hai người nói chuyện vui nhỉ, có thể im miệng không? Trông chừng kỹ cho ta. Được. Tân nương đầu hôn chờ đợi ai? Đây là chuyện rất rõ ràng. Thực sự xem mình là tiên sinh xem bói sao? Vậy cũng được, xem là mỹ nữ xem bói chứ. Cái này được treo cạnh cửa. Lẽ nào huynh ấy từng đến? Ta thấy không giống. Tấm vải đỏ này nhăn nhúm, nhất định từng dính nước. Đêm qua đã mưa phải không? Hôm qua nước mưa tạt vào từ cửa sổ làm ướt khăn đỏ. Vậy nên chắc người tình của cô đã đến vào đêm qua. Đoán được cô đầu hôn sẽ chạy đến nơi hai người thường gặp mặt, nên mới để lại cái này ở nhà kho. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn không gặp được cô. Dưa hấu vừa to vừa ngọt, khách quan ăn dưa hấu đi. Cô vẫn nên nghĩ cho kỹ. Vừa to vừa ngọt, không tệ đâu. Chín lắm, ăn đi, khách quan. Bao lên đi. Này, ăn đi, ngon lắm đấy. Bỏ lỡ cơ hội không còn nữa đâu. Các vị xem, dưa của ta ngon chứ? Ngon lắm. Người đâu? Chạy rồi, mau đuổi theo. Này, trả tiền đã. Buông ta ra, các người làm gì vậy? Đám cẩu nô tài này, bớt phí lời đi. Bỏ cái tay bẩn của các ngươi ra. Thả ra, ta nói rồi, cái hộp mực đó không phải của ta mà. Nếu các người không thả ra, ta sẽ hét, sẽ báo quan phủ đấy. Báo quan? Châu gia nhà ta chính là quan. Tên thợ võ, người nói xem có phải không? Con rùa đen, ngươi làm gì vậy? Xin hỏi các vị, cô nương này đắc tội với các vị ra sao? Hôm nay châu gia chúng ta muốn cưới tiểu thư phó gia, bày tiệc đãi khách ở nhạn hồi lâu. Chuyện này ngươi biết đúng không? Con nhóc này chạy đến hậu viện châu phủ, dãy mực lên tranh của châu gia bọn ta. Chuyện này ngươi tận mắt nhìn thấy? Không có. Nhưng bọn ta tìm theo vết mực, phát hiện hộp mực ở trong tay cô ta. Hộp mực trong tay ai thì người ấy là kẻ phạm tội à? Đương nhiên rồi. Vậy bây giờ không phải hộp mực nằm trong tay của ngươi sao? Con tranh này câm miệng. Cô nương, hộp mặt này rơi vào tay cô như thế nào? Ta nói cho huynh biết thì có ích không? Tại hạ là gió băng, là bổ khoái của huyện này. Cô nương cứ nói đi. Đi đâu rồi? Không có. Đã đi đâu rồi? Tìm kỹ cho ta. Được. Mau tìm đi, đừng để cô ta chạy mất. Cảm ơn ngươi. Được khách sáo. Nhưng mà nói thật, chuyện này đổi lại là ta thì ta cũng sẽ không đến. Nhìn người châu gia thế lực không nhỏ, một mình hắn làm sao mà đối phó được? Hắn đến làm gì? Chịu đòn sao? Vậy huynh ấy cũng không nên giao ta cho tên khốn Châu Bất Tam. Châu Bất Tam, cái tên này nghe đặc biệt quá. Bất Tam Bất Tứ, thực sự không biết tại sao cha của ta lại muốn gả ta cho cái tên khốn Châu Bất Tam. Chắc là do ông cụ có nỗi khổ. Đại tiểu thư gà, cậu đứng ngay ra đó làm gì? Ta vẫn không tin. Quỳnh ấy từng thề với trời Quỳnh ấy sẽ không bỏ ta lại đâu. Ta nói cô nghe, trai đẹp đều nói với gái xinh như vậy. Bây giờ đại nạn tới rồi, không phải thân ai nấy bay sao? Ta không tin. Quỳnh ấy nhất định đến kho chờ ta. Ta phải quay lại. Đại tiểu thư, khó khăn lắm chúng ta mới chạy thoát. Bây giờ cô chạy về không phải tự đâm đầu vào họng súng sao? Họng súng? Họng súng là gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta phải quay lại. Nè, không nghe lời Âu Kỳ sẽ phải chịu thiệt đấy. Cô đã dễ gì lên tranh của châu gia? Cô là có ý gì? Nghe rõ đây. Đầu tiên, ta không biết đây là gì. Hơn nữa, bà đây chưa từng làm chuyện này. Nếu là ta,
sẽ phun thẳng lên mặt, xem hắn còn dám quên quan vậy không. Đóng tỏi. Ôi mẹ ơi, ta nói này Lý Kế, hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Ta nói với ngươi thế nào? Ta cho rằng việc giấy mực này không phải do cô nương này làm đâu. Các ngươi xem, vết mực được giấy dưới bức tranh, căn cứ vào chiều cao cô nương này phải ngồi mới có thể làm được. Vậy nên ta cho rằng nhất định là do một đứa bé chưa đủ 3 tấc làm nên. Không ngờ Quynh cũng khá thông minh. Ta đã nói là một tên lùng làm, nếu không phải tại các ngươi, ta đã bắt được tên súc sinh đó rồi. Nếu Châu Gia biết kẻ phạm tội là một tên lùng, hơn nữa còn bị chúng ta thả đi, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng nếu bây giờ ngài ấy phát hiện chúng ta bắt được một vị cô nương xinh như hoa như ngọc này, có lẽ chúng ta có thể tránh được trận đòn này. Thì sao các ngươi bắt ta là có lý do? Giải vào cho ta. Khoan đã, sao đây? Người Châu Gia muốn bắt mà ngươi cũng dám ngăn cản sao? Sao các ngươi phải bắt nhốt cô nương này ở đây vào ngay đại hội của Châu Gia? Như vậy chẳng phải sẽ khiến phu nhân mới qua cửa không vui sao? Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà chuyện giấy mực này cũng phải có lời giải thích chứ. Bây giờ chúng ta áp giải nhà đầu giấy mực này về Nhạn Hồi Lâu để Châu Gia đích thân xử lý. Đưa đi, mau đi thôi. Đi đi mau. Lý Kế, ngươi xem, ngươi ăn mặc long trọng như vậy, thật giống một đương gia núi mỏ. Đại ca, bộ đồ của ta đã cũ từ lâu rồi. Cái áo này là ta đi mượn đấy, là một đương gia núi mỏ. Lý Kế, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nói đi, ta có gửi thiệp cho ngươi không? Ngươi còn mặt mũi nói ra à? Ngươi quên rồi sao? Khi đó ta chuyển lô vàng đầu tiên ra, gặp quan phủ lục soát, ta đã lập tức nuốt vàng vào trong bụng để tránh kiểm tra. Kết quả thì sao? Ngươi ở sau núi Ung Dung săn bắn ngay lúc ta sống không bằng chết. Bây giờ thì hay rồi, ngồi không hưởng lợi, còn nhân ngày đại hôn của ta ra dáng nhị đương gia. Không phải ngươi cố ý chọc ta sao? Đại ca, huynh để ý nhị đương gia, đại đương gia làm cái gì? Kim sinh lệ thủy là ta phát hiện đúng không? Đúng. Huynh thực sự thừa nhận kim sinh lệ thủy là do ta phát hiện? Không sai. Nhưng mà quyền sử dụng là thuộc về ta, kim sinh lệ thủy cũng ở trên tay ta. Nếu huynh nói vậy, ta đi tố cáo huynh. Ta đi Trường An tố cáo. Người tố cáo đi. Bây giờ quan phủ điều tra mấy chuyện của chúng ta, đừng ai hòng thoát được. Đó cũng là bị huynh kéo theo.
Ngươi có tin bây giờ ta có thể lột da ngươi không? Nếu ngươi không giết chết ta, ta sẽ giết chết ngươi. Phó tiểu thư, phó tiểu thư, cô còn có một tỷ tỷ phải không? Tỷ tỷ của ta. Đúng, lần này cô đào hôn, ngoài cây trâm vàng này còn cả đeo ngọc bụi. Tôi nghĩ chắc chắn người này rất quan trọng trong lòng cô. Là tỷ tỷ tặng cô phải không? Bây giờ ta không có thời gian nghe ngươi nói mấy lời này. Bây giờ ta chỉ không hiểu mẹ cô đang nghĩ gì. Đến bây giờ vẫn chưa đến tìm cô. Mẹ ta, trước đây mẹ ta cũng không đồng ý. Vào ngày ta xuất giá, mẹ ta cũng đồng ý gả đi. Mẹ, nếu con thực sự phải lấy tên Châu Bất Tam đó, chi bằng con chết đi cho rồi. Yên Yên, con cứ lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Mẹ, chấp nhận số phận đi. Sao mẹ cũng nói như vậy? Yên Yên, lát nữa mẹ sẽ đích thân đưa con lên Kiều Hoa, cùng con đến Nhạn Hồi Lâu. Mẹ sẽ cho con sống cuộc sống tươi đẹp. Mẹ, mẹ sẽ cho cô sống cuộc sống tươi đẹp. Không phải mẹ cô muốn giết Châu Bất Tam đó chứ? Vậy không phải mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Mau chạy đi. Yên Yên tiểu thư, chúng ta về Nhạn Hồi Lâu đi. Cô thấy tôi nói chưa? Không nghe lời ông Kỳ, chỉ có chịu thiệt thôi. Bây giờ mẹ ta phải làm sao? Ta xin ngươi nghĩ cách cứu mẹ ta đi. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, tạm tha cho ngươi. Đứng lại. Quay lại đây. Tiểu nha đầu, cô đến đây làm gì vậy? Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ta nói này nha đầu ngốc, còn lười biếng nữa. Đi, thu dọc phòng ốc đi. Ngươi là ai vậy? Châu gia, ngài không nhớ ta sao? Lần trước ngài đến tửu lâu còn khen ta nhanh nhẹn. Thử cho ta một nén bạc nữa, ngài quên rồi sao? Nha đầu ngốc, mau chào Châu gia đi. Ta nói cô có nghe thấy không? Lần trước Châu gia còn thưởng bạc cho chúng ta đấy. Châu gia, thực sự xin lỗi, xin lỗi nhé. Tai của nhà đầu này không tốt lắm, đầu óc cũng có chút vấn đề. Thực sự xin lỗi, xin lỗi. Nhà đầu, ta hỏi cô, Nhạn Hồi Lâu chúng ta có mấy nhã gian? Trên sách được viết tửu lâu có. Sách đường sách lễ gì chứ? Châu gia hỏi cô, tửu lâu chúng ta có bao nhiêu nhã gian? 65 gian. Đúng, có 65 gian. Cô có chắc là 65 gian không? Châu gia, Châu gia, cô không bị thương chứ? Ta chính là thích cái bộ dạng ngốc nghếch của nha đầu này đấy. Lát nữa cô lên món cho ta. Nhớ đấy. Châu gia đi thông thả. Cảm ơn mọi người đã đến. Lão gia, xin chúc mừng, chúc mừng. Được, được, được. Chúc mừng, mời uống hết bát này. Cảm ơn. Được rồi, đa tạ hai vị. Sự đây, đa tạ. Đến rồi à. Sự đây hai vị. Rót cho ngài uống nhiều một chút. Được, 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 được. Cạn ly, cạn ly.
Ăn đi, ăn nhiều một chút. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Đào Đào, mọi người ăn uống thỏa thích nhé. Trương Võ Cát Ca, vừa nãy ta làm đổ đồ, liệu họ có giận ta không? Không sao đâu, cô yên tâm đi. Phó phu nhân sẽ không giận đâu. Phó phu nhân là ai? Phó phu nhân chính là mẹ của tân nương. Người ngồi cạnh là cha cô ấy. Đào Đào uống, uống thỏa thích nhé. Uống đi, cứ uống đi. Mẹ vợ, cha vợ. Cha vợ, ông xem con rể ông bày tiệc rượu này nở mày nở mặt chứ. Nhớ năm ấy khi ta cưới chính thức cũng chưa được thế này đâu. Nhưng mà con gái ông lại đào hôn, thật chẳng biết điều gì. Có điều dù cô ấy có chạy đi đâu, ta đều cũng có thể bắt được cô ấy về. Phải, cha vợ à, nếu con gái ông hầu hạ ta không tốt, ta sẽ nói bí mật của ông cho cả thiên hạ biết. Xem biểu diễn đi. Được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Châu gia, hôm nay bắt được một nữ nhân nghi là dễ mực, nhưng mà có mấy chứng cứ chứng minh cô ấy không phải người dễ mực. Mong châu gia soi xét. Nữ nhân, người đâu? Châu gia, đưa gia đầu dễ mực đến cho ngài rồi. Châu gia, châu gia, ta đưa phó tiểu thư về cho ngài rồi. Ở đâu vậy? Châu gia, bọn ta còn bắt được một gia đầu nữa. Âu Kỳ, gia đầu này giúp cô đi đi. Đi đâu vậy? Ta lo cho cô muốn chết đi được. Cô xem đây là... Cô... Người dám cản ta sao? Châu gia, ta là một bộ khoái, không ai được khiến người khác bị thương trước mặt ta. Cô ta là vợ của ta, ta đang dạy dỗ cô ta, ngươi quản được chắc? Xin lỗi, trước khi cô ấy qua cửa, vẫn là tiểu thư phó gia. Ngươi tránh ra cho ta. Ta có chức trách của ta. Ngươi có chức trách của ngươi, ta cũng có chức trách của ta. Nào, ngươi đến xem chức trách của ta đi. Nào, 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 nào. Đến đây xem thử đi. Thả ta ra. Thả ta ra đi. Cho bất tam ngươi dừng tay lại. Thả ta ra đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Chức trách, dám nói chức trách với ta? Giật tay, làm gì vậy? Thả ta ra đi. Ta cho người nói chức trách với ta này, ngươi dừng tay. Tỉnh lại, huynh tỉnh lại đi.
Âu Kỳ, Tô Phóng, Châu Bất Tam, ngươi mà giết huynh ấy, ta cũng không muốn sống nữa. Không phải cô từng nói thà chết cũng không lấy ta sao? Nếu ngươi tha cho huynh ấy thì ta sẽ lấy ngươi. Nữ nhân của ta lại lo lắng cho nam nhân khác, cái tên khốn này lo lắng. Phó Yên Yên, cô có tin ta động phòng hoa chúc cho cô ngay trước mặt mọi người ở đây không? Ta liều chết với ngươi. Đứng im. Cha, mẹ, cô qua đây cho ta. Thả ta ra. Cô lại đây. Cô mau lại đây. Châu Bất Tam, người đáng bị băm dầm làm trăm mảnh. Người không được chết tử tế. Ta cho cô rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt này. Đứng im, lùi ra sau. Người thả ta ra. Người đáng bị băm vòng trăm mảnh mà, người sẽ không được chết tử tế. Bỏ ra. Cầm thú. Trương Võ ca ca, ta sợ. Thả ta ra. Buông tay ra. Ngươi không được chết yên ổn đâu. Thả ta ra. Thả ta ra đi. Thả ta ra. Chết rồi. Không thể nào. Yên Yên, Yên Yên à, Yên Yên. Âu Kỳ, cái người làm gì vậy? Tôi phóng thượng quan, làm chuyện bất nghĩa, ắt phải chết. Không phải bọn ta giết, không phải nó giết, không phải nó giết. Các người ngậm máu phun người. Thực sự không phải bọn ta giết, các người ngậm máu phun người. Chính là cô ta giết, không phải nó giết mà. Các người ngậm máu phun người, thực sự không phải bọn ta giết đâu. Không phải bọn ta giết. Các ngươi đừng có nói ồn ào nữa. Là các ngươi giết. Là các ngươi giết. Chính là các ngươi. Tất cả đừng ồn ào nữa. Tiểu Nhị, mau đến Nguyễn Gia chuyển lời. Nhận hồi lâu sẽ ra án mạng. Điều tất cả bộ khoái đến đây. Được. Tránh ra, tránh ra. Đừng dây xem nữa, tránh đường đi. Tránh đường. Bố đâu? Bố đâu? Các bộ phái đều đến rồi. Tất cả mọi người không được rời đi. Lập tức kiểm tra toàn diện. Dân Ma Bao, xếp cái đó lên. Tất cả đừng đi, qua đây. Ngươi qua đây. Trước khi kiểm tra rõ ràng không ai được phép đi. Đi theo ta. Đại nhân, hình như là một lọ thạch tín. Thạch tín hạ độc sao? Của ai vậy? Của ta. Mẹ, đây là của ta. Bà đem theo cái này làm gì? Ta muốn độc chết Châu Bất Tam từ lâu rồi. Hắn cướp con gái Yên Yên của ta. Ta chỉ muốn băm dầm hắn ra. Chỉ tiếc là hôm nay ta không có cơ hội ra tay. Ta phải cảm ơn người đã độc chết Châu Bất Tam. Nếu bảo ta nhận tội thay người ấy, ta cũng cam tâm tình nguyện. Không phải chứ, nếu hôm nay Châu Bất Tam không chết thì chính là ta chết. Phó phu nhân, vừa nãy bà còn bảo Châu gia lui xuống. Đi, kiểm tra tất cả các món ăn. Dân, đại nhân, lại phát hiện ba gói bột phấn. Sao lại phát hiện ra ba gói? Đây là của ai? Đó là của bọn ta. Cái này dùng để làm gì? Cái này bọn ta dùng để độc bẫy chuột. Chuột hay phá hoại đạo cụ của bọn ta. Bọn ta không thể không phòng. Đại nhân, ta biết khám nghiệm tử thi. Cô biết. Cô ấy biết khám nghiệm tử thi à? Hát dây đồng. Các cô giận nhầm người rồi.
Vết thương của huynh rất nghiêm trọng, phải xử lý ngay. Ai đi lấy cho ta chút nước muối đi. Ta đi. Muối đâu? Muối ở đâu vậy? Đừng nóng, đi theo ta. Đây, cảm ơn huynh nhé. Đây, nhớ lấy chậu nước đấy. Người trúng độc thạch tính sẽ chảy máu qua thất khiếu, khó coi hơn như vậy nhiều. Vậy nên hắn không trúng độc thạch tính mà là độc rắn hổ khoang. Độc rắn, loại độc này ăn phải nguy hiểm không lớn, nhưng khi gặp máu thông qua vết thương ngoài da mới có thể giết chết người. Nhưng không hề phát hiện vết thương ngoài da trên người của hắn, sao có thể có máu được? Vết thương ở đây, da thực sự có vết thương. Đúng vậy, có thật kìa. Đây là ám khí gì vậy? Nút gỗ. Nút gỗ được cắm 3 cây kim. Vậy nên trong thời gian ngắn, hung thủ ra tay, Châu Bất Tam đã phát độc và chết. Người đâu? Thu thập tất cả nút gỗ ở hiện trường. Dân. Cô nương, các cô là ai vậy? Điều này không quan trọng. Đại nhân, tất cả đều ở đây. Cô nương, ở đây không có ám khí mà cô nói. Hung khí đã bị hung thủ cầm đi từ lâu. Hát Gia Đồng, mọi người nhanh chóng giải tán đi. Quyền nhà ta sẽ tranh thủ phá án. Các ngươi có thể lo liệu hậu sự cho Châu Bất Tam. Hát Gia Đồng, đi thôi. Ai mà ngờ được. Quỳnh nói xem, một chuyện vui đang yên đang lành, không ngờ là xảy ra chuyện này. Hát Gia Đồng, Âu Kỵ, chúng ta mau đi tìm cô ấy đi. Mình đi. Tô Phóng, làm sao đây? Bây giờ chúng ta chỉ có thể im lặng xem biến hóa thôi. Lão gia, thực sự phải cảm ơn hung thủ. Phu nhân, nếu không nhờ hắn ra tay trượng nghĩa mà cô con gái cũng mất rồi. Có điều nếu hắn bại lộ hành tung, chắc chắn sẽ bị quan phủ lùng bắt. Chúng ta cũng chỉ có thể thắp nén nhang cầu phúc cho nghĩa sĩ trừ hại này thôi. Cha có tâm sự gì ư? Tại sao con gái thoát chết cha lại không vui? Không sao, vào nhà đi. Gần đây khá loạn, đừng tùy tiện mở cửa. Dân. Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy? Châu Bất Tam chết rồi. Xem đi, kia chính là huyện gia. Cậu nói xem, nếu chúng ta tố cáo những nghệ nhân xiếc đó buôn bán phụ nữ, họ cũng phải xử chứ. Làm ơn đi, phụ nữ. Hát Gia Đồng người ta là thiếu nữ duyên dáng dịu dàng. Âu Kỳ, mau lên. Đánh trống, đánh trống. Ra đây. Mau lên. Nửa đêm nửa hôm, không có việc gì chớ gây rối công đường. Hơn nữa ta nói rồi, không đủ chứng cứ, không thể tùy tiện bắt người. Gây rối công đường gì? Bọn ta đến để báo án. Bảo bối quý giá Kim Sinh Lệ Thủy, Châu gia bọn ta cất giữ mất rồi. Không sai, Kim Sinh Lệ Thủy, hẳn là hung thủ đã để ý đến của quý này mới giết Châu gia. Nếu hôm nay gia môn các ngươi không cho chúng ta một câu trả lời, ngày nào chúng ta cũng ở đây đánh trống kêu quan. Đúng, đánh trống kêu quan. Đánh trống kêu quan. Võ Bằng, nếu ngươi không phá được án, ta sẽ đốt nhà môn của ngươi. Đúng, người đâu? Có. Làm sao đây? Các vị, ta là bổ đầu của trấn này, nhất định sẽ dốc hết sức. Trong vòng 10 ngày, nhất định sẽ cho các vị câu trả lời. Đi. Đi.
Sao lần nào đến cũng thê thảm như vậy? Cũng không biết Tô Phóng đã đi đâu rồi. Yên tâm đi, Tô Phóng không sao đâu. Để chúng ta tìm được chỗ ở rồi đi đón cậu ấy. Hay là chúng ta đi nhờ giả Phó Trung Đức đi. Sao ông ta phải thu nhận chúng ta? Vợ ông ta được phán vô tội thả ra, tốt xấu gì cũng nhờ chúng ta. Hơn nữa mình và con gái ông ta cũng có chút giao tình. Yên tâm đi, chuyện này cứ để mình lo. Đi. Mở cửa. Hai vị cô nương, bây giờ chủ nhân đang ngủ hết rồi, có chuyện gì mai rồi nói. Xin báo lại một tiếng, bọn ta chỉ cần một căn phòng để tá túc thôi. Phu nhân căn dặn, bắt đầu từ hôm nay Phó gia và Châu gia không còn liên quan gì. Hai vị là thân tín hay kẻ thù của Châu gia đều không liên quan tới Phó gia. Xem ra Phó tiểu thư chẳng có giao tình gì với cậu hết. Qua cầu rút dáng lòng người chẳng bằng xưa, chẳng bằng gì chứ. Bây giờ chính là cổ đại mà. Đáng tiếc là thời cổ đại bị một tên ác bá một tay che trời. Được, còn là một tên ác bá đã chết, được chưa? Xui xẻo quá. Phải rồi, chúng ta đến nhà hồi lâu tìm Trương Võ đi. Trương Võ là ai? Là tiểu nhị của nhà hồi lâu. Anh ấy từng mạo hiểm cứu tôi, nó không chừng có thể giúp chúng ta. Đi. Có ai không? Tô Phóng. Thượng quan. Tô Phóng còn làm mình lo muốn chết. Cậu đã đi đâu vậy? Thì mình cứ đuổi mãi đuổi mãi, vào tận dùng núi Quan Du chim cũng không thèm đậu, tới bóng quỷ cũng không có. Phải rồi, Trương Võ ca ca. Trương Võ ca ca, đến đây. Ba vị cô nương, sao các cô lại đến đây muộn như vậy? Chuyện là Trương Võ ca ca, quên xem ba bọn ta đã không ăn uống gì một ngày rồi. Bây giờ cũng không có nơi nào để tá túc. Quên cho chúng tôi ở tạm một chút được không? Ta thực sự mệt lắm. Quên nhẫn tâm để bọn ta ở bên ngoài ư? Trương Võ ca ca, quên xem, quên lương thiện như vậy. Hay là quên cho bọn ta ở lại đây đi. Ta cũng muốn giúp các cô, nhưng ta chỉ là tiểu nhị, ta không thể làm được gì. Bà đây chắc chắn sẽ ở chỗ của huynh. Được cũng phải được, không được cũng phải được. Chuyện này, tiên sinh à, ra kia nói chuyện đi. Chuyện này, thưa qua cô nương, bên trên có phòng. Các cô cứ ở đây, ta không thu tiền của các cô. Cảm ơn huynh nhiều nhé. Không, không cần cảm ơn đâu. Đi theo ta, theo ta. Đi thôi. Sao vậy, cậu đã nói gì với anh ấy? Đôi khi không cần dùng lời nói, dùng tiền là được. Biết chưa, đi thôi. Trương Võ, ở đây sao lại bị đập thành ra như vậy? Như vậy thì ngang ngược quá đi mất. Mới ở có một đêm, gia đình Châu gia đã đập phá chỗ này thành ra như vậy. Không ngờ Châu gia này thực sự không chịu buông tha. Ba vị cô nương à, các cô vẫn nên đi thì hơn. Là trưởng quỹ bảo các cô đi, tôi cũng hết cách rồi. Không, là bọn ta gây phiền phức cho huynh, bọn ta sẽ đi ngay. Đây khách quan, mì của cô. Ăn xong chúng ta sẽ đi tìm Hách Gia Đồng. Muốn tìm được Hách Gia Đồng thì buộc phải tìm thấy những nghệ nhân xiếc ấy trước. Nghĩ đến mình lại thấy tức. Hôm ấy ở nhà hồi lâu Hách Gia Đồng lại không nhận chúng ta. Mình thì lo những người Tây Dược ấy, họ đang lang thang bán nghệ. Liệu có phải rời khỏi đây rồi không? Chúng ta làm sao cứu được Hách Gia Đồng?